tiêu diệt tư lệnh Qasem Soleimani của Iran có tuân theo điều luật nào hay không. Tổng thống Donald Trump đã hành động giống với các vị tiền nhiệm của mình. Chỉ có điều mục tiêu Qasem Soleimani lần này là có vị thế quyền lực và sức ảnh hưởng quá lớn ở Trung Đông. Tướng Qasem Soleimani chỉ huy lực lượng đặc biệt quốc của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran chết dưới hỏa lực tên lửa Hellfire của Mỹ lúc dạng sáng mùng 3 tháng 1 đích thân Tổng thống Donald Trump phê chuẩn vụ tấn công với lý do nhằm ngăn chặn một mối nguy tức thời đối với nước Mỹ. Hành động quyết định đơn phương không thông qua quốc hội kiểu của ông Trump không phải chuyện hiếm. Các đời Tổng thống Mỹ trước như George Bush hay Barack Obama cũng từng làm thế. Khác biệt duy nhất là tướng Qasem Soleimani quan trọng hơn nhiều so với kẻ tị nạn Osama Bin Laden bị giết ở Pakistan hay mấy nhân vật chỉ huy Hezbollah. Cũng bởi vị thế của Soleimani mà chính quyền Iraq lập tức giữ khoảng cách với Mỹ sau vụ ám sát để không gây thù chuốc án với Iran. Baghdad lên án Washington vi phạm thỏa thuận đồn trú quân sự. Các đảng phái chính trị thì kêu gọi trục xuất hết lính Mỹ. Hiến trường Liên Hợp Quốc nói chung cấm một quốc gia sử dụng vũ lực trên lãnh thổ nước khác, chỉ trừ trường hợp được sự cho phép. Nhưng thực tế các nước lớn luôn có cách để lách luật. Nếu không đủ lực như Mỹ, thì cách phổ biến nhất là mượn tay một lực lượng ủy nhiệm. Hồi năm 2011, Pakistan còn phải bật ngửa khi nghe tin Osama Bin Laden bị giết ngay trên đất của mình bởi đặc nhiệm xin của Mỹ. Tổng thống Obama là người ra lệnh. Lầu Năm Góc đã ra thông cáo nói Soleimani bị thủ tiêu để chặn các kế hoạch tấn công tương lai của Iran. Còn Tổng thống Trump nói viên tướng này đang lên kế hoạch tấn công binh sĩ và nhân viên ngoại giao Mỹ. Ông Robert Chetney, Chuyên gia luật thuộc Đại học Austin, Tây Giác, Mỹ cho rằng lập luận khả thi nhất của Nhà Trắng là dựa trên điều khoản về phòng vệ và hiến trương Liên Hợp Quốc. Nếu chấp nhận lý do gã này đang lên kế hoạch giết người Mỹ thì phản ứng là hành động hợp pháp, ông Cheney nhận định. Điều 51 Hiến trương Liên Hợp Quốc có quy định quyền của cá nhân và tập thể tự vệ trước sự tấn công vũ trang. Mỹ đã dùng luật này để tấn công quân sự chống lại tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS ở Syria hồi năm 2014. Ông Scott Anderson, cựu cố vấn luật dưới trướng của Tổng thống Obama trước kia lại cho rằng Vin vào luật quốc tế vẫn còn yếu. Ông Trump có thể lập luận rằng chính phủ Iraq không sẵn lòng hoặc không thể đương đầu với mối đe dọa từ Soleimani, nên Mỹ có quyền hành động mà không có sự cho phép. Một thỏa thuận khung chiến lược ký năm 2008 giữa Washington và Baghdad đặt nền móng để hai nước xây dựng mối quan hệ quốc phòng gần gũi, mục đích ngăn chặn mối đe dọa đối với chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq. Nhưng thỏa thuận cấm Mỹ dùng Iraq như bàn đạp để tấn công các nước khác. Theo thống kê lịch sử và luật quốc tế, một quốc gia có quyền tấn công trước để phòng vệ nếu điều này thực sự cần thiết và tương xứng với tầm cỡ mối đe dọa. Đây cũng là góc độ mà bà Anes Kalamas, thanh tra viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc xem xét liên quan đến vụ tấn công Soleimani ở Mỹ. Vụ giết Soleimani dường như mang tính chất trả đũa cho các hành động trong quá khứ hơn là tự vệ trước mối nguy tức thời, bà Kalamas nhận xét. Bởi vì Mỹ chưa từng chính thức tuyên chiến với Iran, hành động giết một quan chức Iran cao cấp rõ ràng là một vụ ám sát. Đây là ý kiến tương đồng của bà Mary Ellen O'Connor chuyên gia luật quốc tế và luật chiến tranh thuộc đại học Notre Dame Mỹ. Hành động cố tình thủ tiêu một chỉ huy quân sự vì những gì họ đã làm hoặc sắp làm trên chiến trường bị cấm bởi luật xung đột quân sự có từ thời công ước Hague và năm 1907. Công ước Geneva năm 1949 cũng quy định tương tự. Tại Mỹ, một sắc lệnh hành pháp có từ năm 1976 cấm mọi hành động ám sát chính trị vẫn còn đang hiệu lực. Sắc lệnh này ra đời sau khi người ta phát hiện CIA âm mưu ám sát nhiều lãnh đạo nước ngoài, trong đó có chủ tịch Fidel Castro của Cuba. Tuy nhiên cũng giống như các vị tiền nhiệm, chính quyền của ông Trump dùng lý do tự vệ để hành động mà không cần thông báo trước cho quốc hội. Cũng cần phải nói rõ, các nhà lập pháp dân chủ không ai ưa Soleimani, nhân vật bị cáo buộc chịu mọi trách nhiệm về cái chết của hàng trăm người Mỹ. Họ chỉ yêu cầu Tổng thống thảo luận với quốc hội về những kế hoạch táo bạo kiểu vậy. Chính quyền này cũng như bao chính quyền thời trước, có quyền hành động để tự vệ. Nhưng Tổng thống phải gặp Quốc hội ngay lập tức để tham khảo ý kiến. Nghị sĩ Elisa Skotkin của Đảng Dân Chủ bình luận. Các bạn hãy đăng ký kênh Youtube của Chi Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.